Ở trong mà xuống đi. Cái mà ở trong mà xuống. Cảm giác trong này.
mình phải chơi xong chơi chơi cho nó nằm ở trong cái này. Nấu nước xa ha, ok, phải cố gắng lên. Đó, mình đang gấp nó lại, đó là gấp sau, còn gấp 5 theo kiểu đây. Rồi. Anh mặc chủ thì nằm khoảng này đó. Anh chỉ là, anh chỉ là gần mà. Gấp khẩu tay quay ha. Gần gần tới giờ này mà. Những hai gần đông nhất đường này. Cái kênh giữa nằm đây, ông mặt chủ nằm đây, ông mặt quay nằm đây, ông mặt quay. Mặt chủ không biết anh giải thích, anh giải cách bắt là đúng không? Anh giống anh chưa giải hết, để mà tá chưa giải em. Mà chưa lại vấn lý không thế nào? Ngày mai, thôi, chiều nay buổi. Chiều nay buổi. Nhưng anh nhớ giải hết rồi mà. Dạ. Bài mạch báo giải rồi mà. Hôm trước có dạy cái mắt mặt đưa cái hình lên là mắt mặt quay sao mà chủ sao rồi lớp học mà hả mình lớp học thì lớp em của gì có chuyện lên lớp em có học không nhóm em nhóm ở các nhóm tại vì cái lớp mà nhóm chiều nay anh giảng thì như giảng hết bài chiều nay đi giảng một tháng mà ai là giống của học không các bạn đúng không thì chiều nay làm đi giảng một tháng thì em lên từ giờ giải hết bài thì hôm trước có dạy cái mặt ngay mình chủ hết cho đi tiếp muốn học thêm nữa học vậy học để nữa thì còn trước mắt mấy cái này đã thi thì thôi tùy theo mấy cái mấy bạn mà anh để anh phải cho mấy bạn phải học thêm gì đó để giỏi thôi còn tiến sĩ thì chỉ học thì gì được rồi thì được chưa em có hỏi gì trên bài nữa không có giòn biết chưa? Biết ngày hai gấp lại ha, gấp lại lại. Đây, đây nít emo thật ra là học chứng tên nít emo là viêm ở lòng cầu ngoài này. Ha, lòng cầu ngoài là gì không? Cái dùng như thường là tên nít emo là em xây cho nó chắc cái lòng cầu ngoài này là sẽ bị đau, quan ấm bị đau, gì đó. Đọc cách nó tính để cho tôi đọc cách nhưng hình như thế đó đưa vô đó cái này là cái cũ cái gì nè tôi biết luôn hồi trước tôi biết luôn em đọc cái sách nó có là viêm rồi còn ngoài là tê biết tôi buông là gì tôi buông là phải còn là cái này hồi trước tôi biết
sống rất cao thì nó chọn mắt như thế này nó sẽ bị đau. Rồi còn như thế không được. Em nghĩ là em nên ba là các dạng khác nhau. Dạng khác gì? Dạng khác gì? Dạng khác khí. Em mới nhận ra. Dạng khác khí. Đặc biệt. Ở thằng. Dạng khác với tôi. Cái này lấy cái này. Dạ. Chắc là dễ chứ, mà không biết làm dạng sự dễ đâu. Rồi nha, được chưa? Bạn nói là phải cảnh đi tóm lại. Em kìa. Yên lặng á. Ủa sao nó lại chưa nhỏ. Giống như mày bị sao? Là nhà nó đã.